Vâng, em xin chào tất cả các bác ở miền Tổ quốc nha. Thì sáng nay ngày 21 tháng 11 em có về 2 cặp loa. Thì mai sẽ tiếp tục hàng về. Các bác nhớ theo dõi bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh và luôn luôn được cập nhật những video mới nhất. Đây là cặp loa đến từ hãng JBL, rất là danh tiếng, cực kỳ là nổi tiếng trong phân khúc là Bass 25. Sở hữu cấu hình Bass Anico, một chung một chép. Đợt này là về cặp này là chung vàng, chép vàng nha các bác. Nó mang tính chất trưng bày đẹp hơn những cái đường chép đen và chung mèo xanh này còn vân. Nó có rất là nhiều mèo nhưng mà mèo vàng nó vẫn là sáng và sang hơn. Cặp loa này thì em đang phân phối giá bao ship toàn quốc cho các bác nha. Thì bên em luôn bán giá là tính luôn tiền ship luôn, bao luôn cho các bác để nó khỏi phiền phức cái lúc mà hàng tới hàng đi là tiền ship cao thì ship ít, đó là anh em và mình, người mua người bán nó mất lòng nhau. Đấy nên em tính và luôn bao ship cho các bác luôn. Thì cặp loa này nếu ship ra chắc cũng khoảng mất 350.000, nhưng mà các bác ship thì nó chắc khoảng 500.000, tại vì em là người khách hàng lớn nên là giá thành tiền ship nó sẽ rẻ hơn. Rồi không ở vào vấn đề chính, cặp loa này giá 16.500.000, cặp loa cực kỳ đẹp nha các bác, rất là đẹp nha. Được cách đây chắc 1-2 tuần thì về một cặp thì cũng đã có chủ liền. Thì cặp này quá chủ hồi bữa mà có mua không kịp á thì liên hệ cho em lại nha. Cặp loa này cực kỳ đẹp, đặc trưng của dòng L3626 là cái thùng nó màu cam vàng kiểu như thùng gỗ thông, rất là đẹp. Lại căng của nó, căng nó là hình bát vuông nha các bác, bát tam giác này. Bác nào lấy thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha. Đấy, hai số điện thoại 0978338 nha các bác, chứ không phải là 388 nha, 338114 0965770227. Đây, mời các bác xem đồ đẹp của em nó nha. Thùng vách thực sự tuyệt vời nha các bác, khỏi bàn nha. Chỉ chờ là các bác ra chốt thôi. Phía sau cũng vậy, cực kỳ đẹp luôn. Bác thấy thùng vách này, có thấy yêu không? Cực kỳ yêu luôn. Thôi chúng ta chỉ cần xem tuyến lo thôi, thùng vách khỏi bàn luôn, đẹp chấm hết. Với đối với cặp loa này, các bác mà có những con âm ly á, Marang, Lukman, San Sui, các bác ghép vào con âm ly khoảng cỡ 150W trở lên thì đánh cặp loa này ok, tại vì cấu hình Anico nó không cần công suất lớn nha bác, chỉ cần là âm sắc hay là ok rồi. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.